chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian quay trở lại với kênh Nhan Thái Auto. Trong video ngày hôm nay, em đang giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là đèn hậu phía sau xe của xe Mazda 323 2001. Sản phẩm được sản xuất bởi công ty TIC tại Trung Quốc anh em nhé. TIC là một trong những tập đoàn lớn có thương hiệu về đồ thân vỏ này. Đấy, được design theo thiết kế của Nhật Bản. Vâng, được sản xuất tại Thái Lan. Đây, em có thể nhìn này. Cái sàn thì nó có thiết kế là mặt phía của ngoài của hậu thì là lớp mica với các cái thiết kế họa tiết bên trong. Điểm nhấn ở đây đấy chính là cái khoảng trắng. Đó. Đây là phía sau của đèn hậu. Đây. Em nhìn này. Đó. Cả đã có bóng chờ hết, chúng ta chỉ việc nhấc bóng sang là xong thôi. Đó. Thì vừa rồi là em vừa giới thiệu sơ qua anh em với sản phẩm, đó chính là đèn hậu của xe Mazda 323 2001. Cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333, hỗ trợ kiểm tra lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727722. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.